Trở lại sau loạt trận thi đấu quốc tế khá thành công cho màu áo đội tuyển Argentina, Messi sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn ở Paris Saint-Germain. Trong trận đấu gần nhất cách đây 2 tuần, đội bóng thủ đô Pháp đã để thua 0-2 trước Rennes. Bản thân Messi đã bị các cổ động viên nhà huyết sáo phản đối, dù anh cũng đã chơi rất nỗ lực. Hiện tại, Paris Saint-Germain vẫn hơn Marseille đến 7 điểm trên bảng xếp hạng Ligue 1 và không phải quá lo lắng về ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, họ đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp mùa này và chỉ còn tập trung vào giải vô địch quốc gia, nên mỗi trận đấu với Paris Saint-Germain đều là một áp lực phải thắng. May mắn, hai tuần nghỉ vừa qua, hai ngôi sao của họ là Messi và Mbappe đều có phong độ tốt nên sẽ có tâm lý thoải mái khi trở lại câu lạc bộ. Gặp Lyon ở vòng 29 Ligue 1 sẽ là một thử thách không đơn giản với Paris Saint-Germain. Dù Lyon mùa này đang thi đấu chật vật và xếp tận thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng Paris Saint-Germain vẫn thường gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ này. PSG cần điểm để lên ngôi vô địch sớm và dập tắt những chỉ trích, nhưng Lyon cũng rất cần điểm để cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau. Về lực lượng hai đội, Paris Saint-Germain có đến 7 cầu thủ bị chấn thương, trong đó đáng chú ý họ mất trung vệ Ramos và tiền đạo Neymar. Đó sẽ là một áp lực lớn với cả hàng thủ lẫn hàng công của đội bóng thủ đô. Dù vậy, với bộ đôi Messi và Mbappe, Paris Saint-Germain vẫn có đủ sức mạnh để giành trọn 3 điểm bên phía Lyon họ sẽ thiếu cầu thủ ở hàng thủ là Malo Gusto. Tuy nhiên, ngay cả khi có được lực lượng mạnh nhất, thì đội khách cũng khó có thể so sánh với dàn sao khủng của Paris Saint-Germain. Trong năm lần đối đầu gần nhất, Paris Saint-Germain đang có lợi thế hơn với 3 trận thắng, một trận hòa và một thất bại. Tuy nhiên về phong độ, đội bóng thủ đô đang gặp vấn đề với hai trận thua trong 5 trận gần nhất. Còn Lyon bất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng cũng có đến 3 trận hòa và hai chiến thắng. Tỷ lệ trận đấu Paris Saint-Germain chấp Lyon 1-1 phần Tỷ lệ chấp này khá cao bởi trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, chỉ một lần Paris Saint-Germain thắng được Lyon hơn một bàn cách biệt. Hơn thế, xét về mặt phong độ, Messi cùng các đồng đội đang thấp hơn so với đối thủ. Chưa kể, các ngôi sao của đội bóng thành Paris bị ảnh hưởng nhiều do phải thi đấu trong máu đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Vì thế, chọn cửa dưới an toàn hơn cho người chơi. tỷ lệ tài xỉu 3 1 phần 4. Đây cũng là tỷ lệ khá cao về mặt tỷ số. Trong 5 trận gần nhất của Paris Saint-Germain chỉ có một trận có nhiều hơn 3 bàn, còn 5 trận gần nhất của Lyon cũng chỉ có hai trận nhiều hơn 3 bàn. Ngoài ra, cả hai đội cũng không cần mạo hiểm trong trận đấu này khi họ cũng đang có được thứ hạng khá cao. Vì thế, người chơi có thể cân nhắc chọn kèo xỉu. Dự đoán kết quả Paris Saint-Germain thắng Lyon 2-1.